Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin 39 xác lạnh mỗi người một túi, 19 tuổi đời nằm trong tủ mát. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 người đã bị đông lạnh đến chết trên một cái chiếc xe chở vào Anh, và người được cho rằng đã chết trong thùng xe đông lạnh tại Anh là nữ với mới 19 tuổi, là cái người trẻ nhất được tìm ra, và có lẽ nó khá trùng khớp với trường hợp này. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi cũng vừa sưu tầm và cho các bạn. Đó là gia đình của một thanh niên, một nữ 19 tuổi đang rất lo sợ sẽ trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải đóng băng lậu. Và đây là cái điều mà rất đặc biệt, khi gia đình này chia sẻ họ đã trả tới 8.000 bảng Anh để cho cái chuyến đi này cho cô gái. Và Anna Bùi Thị Nhung được cho là một trong 39 người đã chết trong một nỗ lực tuyệt vọng để đến Anh, làm dấy lên một trong những cuộc điều tra giết người lớn nhất tại nước Anh. Gia đình cô ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An, khoảng 170 dặm nếu tính theo kiểu Anh, tới thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và có lẽ cô đã chết chỉ đơn giản là vì cố gắng tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn ở đất nước sương mù này. Chị gái của thiếu niên, chị Bùi Thị Loan nói: "Chúng tôi đang cầu nguyện cho một phép màu rằng Anna vẫn còn sống, nhưng chúng tôi không có nhiều hy vọng. Tất cả những gì chúng tôi muốn bây giờ là cho Anna về nhà. Chúng tôi muốn có thể chôn cất cô ấy và thương tiếc cho cô ấy. Cô ấy chỉ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, và chúng tôi vẫn đang cố gắng để hiểu điều đó đã xảy ra như thế nào." Cô Bùi Thị Nhung, người muốn được làm việc tại một quán bar chuyên làm móng tay, được cho là đã đi qua Trung Quốc trước khi đến Đức, sau đó tới Bỉ, nơi cô được đưa lên một chiếc xe tải. Và hành trình chết chóc đó đã diễn ra với cái việc 39 người đã bị chết cóng trong chiếc xe này, và nhiều khả năng trong chiếc xe là có cô. Và nữ nạn nhân này đã thất vọng khi cô đặt chân tới châu Âu. Và đây là chia sẻ của cô trên điện thoại. Đây là hình ảnh các bạn cũng có thể thấy khuôn mặt của cô. Và cô Bùi Thị Nhung đã đăng trên Facebook như sau: "Tôi cảm thấy cô đơn ở nơi tôi từng mơ ước hàng ngày." Có nghĩa là cô rất muốn đến châu Âu và cô đã đạt được nguyện vọng đó, nhưng cuối cùng cô lại thấy cô đơn. Và sau đó cô viết thêm: "Khi ở Việt Nam tôi nghĩ châu Âu có màu hồng, nhưng hóa ra nó màu đen." Thì đây như một cái điểm báo trước. Và có tới 25 nạn nhân của vụ chết trong thùng xe đông lạnh tại Exeter đến từ một làng nông nghiệp của Việt Nam, theo một tờ báo của Anh đã đưa tin. Một số người di cư Việt Nam này được cho là chết khi đập vào các bức tường xe tải cho đến chảy máu và bị đông lạnh ở Anh. Có lẽ họ đang kêu gọi và kêu cứu một cách vô vọng trên chiếc thùng xe này. Và nhiều vết máu được tìm thấy loang trên sàn và thành chiếc xe này. Nhiều người bị chết trong tình trạng khỏa thân hoặc chỉ còn mặc quần áo tối thiểu. Thì các bạn cũng đã biết khi mà thân thể người ta bị đông lạnh thì đến một mức nào đó thì cái thần kinh nó sẽ bị tê liệt và họ không có cảm giác nữa, và lúc đấy họ dường như họ thấy rất nóng và họ đã cởi tất cả quần áo ra. Và chính vì vậy là có một số trường hợp là thấy họ gần như mặc rất ít quần áo hoặc khỏa thân vì họ cảm thấy nóng, nhưng thực ra thì trong thùng xe này rất lạnh, thưa các bạn. Và cảnh sát châu Âu có khả năng mở rộng điều tra sang Berlin, nơi Bùi Thị Nhung đã từng đến trước khi sang Anh và chết tại đó. Đây là hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ thêm của cô đã chụp. Một người họ hàng cho thấy một bức ảnh được chụp tại Berlin của Anna Bùi Thị Nhung đến từ Nghệ An, Việt Nam. Cô bị nghi là một trong những nạn nhân đã chết được tìm thấy trong chiếc xe tải đông lạnh ở Anh. Và nếu để gần lại thì các bạn thấy rất rõ là đây là phong cảnh, và đấy là đúng là khu nhà tại thủ đô Berlin, mà cách đây cũng không xa, chỗ tôi đứng không xa. Và điều này cũng rất đặc biệt vì khi đã đặt chân đến Đức thì không biết có vì lý do gì mà cô lại muốn sang Anh nữa, mặc dù ở Đức thì có lẽ cuộc sống cũng tốt không kém gì. Một nạn nhân trẻ và rất trẻ khác đó là Phạm Thị Trà My. Gia đình cho rằng đã bị lừa 30.000 bảng Anh để mua vé mang tên là VIP để sang Anh. Và đây là chia sẻ thêm về hình ảnh cô. Gia đình của một nạn nhân đáng sợ khác là Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, kể về việc cô bị lừa trả 30.000 bảng Anh cho chuyến đi VIP. Đây là tiêu đề và nội dung trong một bài báo của Anh đã đăng tải. Trà My nhắn tin cho mẹ cô ấy: "Con yêu mẹ rất nhiều, con đang chết vì ngạt." Bố Phạm Văn Thìn cho biết ông và vợ đã trả cho băng đảng đưa người 30.000 bảng Anh cho chuyến đi của con gái họ, mặc dù họ chỉ kiếm được có 400 bảng mỗi tháng. Ông Phạm nói: "Tôi đã mất con và tiền. Những kẻ buôn lậu người này
cho biết đây là một đi an toàn và họ sẽ cố gắng sắp xếp đi bằng máy bay hoặc bằng ô tô. Nếu tôi biết con gái sẽ đi bằng con đường này, tôi sẽ không để cô ấy đi. Một nguồn tin của nhóm nhân quyền tại châu Âu cho biết thêm, Trà My đã sử dụng dịch vụ đắt tiền giống như một vé hạng thương gia trên chiếc xe tải. Cô ấy đã phải trả gấp đôi hoặc gấp ba lần giá vé rẻ, nhưng cuối cùng lại bị đưa vào xe đông lạnh và chết cóng ở đó. Đây là hình ảnh rất đáng thương của cô. Và ngoài ra, cảnh sát điều tra nhiều nạn nhân người Việt khác bị nghi ngờ cũng chết cóng trong xe đông lạnh. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ thêm, đây là một trong những người như vậy. Đây là một bức ảnh được đưa ra bởi gia đình của Nguyễn Đình Lượng, cho thấy Lượng 20 tuổi đang tự chụp một bức ảnh ở trước một cái cây hoa. Và gia đình anh Lượng lo rằng anh ta có thể đã nằm trong số 39 người được tìm thấy đã chết trên chiếc xe container đông lạnh ở Anh. Và để gần lại, chúng ta thấy rất rõ, đây là một thanh niên rất trẻ và rất khỏe khoắn. Cũng rất tiếc nếu mà sự việc diễn ra thực sự như vậy thì những cái thanh niên Việt Nam này đã bị chết oan uổng trên con đường đi tìm cái tự do cũng như tìm cái cuộc sống mưu sinh cho mình. Và bên cạnh đó cũng có những nạn nhân khác, cũng xin trẻ thêm. Đây là hình Bụi Thị Nhung bên phải và Nguyễn Đình Tú bên trái, cả hai đều đến từ Việt Nam. Hiện cả hai đều được nêu tên là nạn nhân bị nghi ngờ có thể nằm trong số 39 người đã chết trong xe lạnh. Và đây các bạn thấy rất rõ, đây là những người con thanh niên rất trẻ đang đến từ miền Trung và cuối cùng họ đã bị bỏ xác nơi nước Anh. Và tổng cộng có 20 nạn nhân người Việt bị nghi ngờ đã chết và được gửi thông tin cho cảnh sát điều tra tại Anh. Và đây là thông tin mà đã được trang này đăng tải. Thông tin từ trang Việt Home tại Anh Quốc cho biết, một nguồn tin giấu tên nói với tờ Miro rằng khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Các nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 đến 4 giờ trước đó. Họ cũng phát hiện máu xung quanh một số thi thể và trên sàn của container. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để kêu cứu. Các nạn nhân mặc ít quần áo. Nguồn tin nói thêm, cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân không có hàng hóa gì trong container cả. Hiện chúng tôi đã có ảnh của gần 20 người thông báo mất tích tuổi từ 15 đến 45. Việc và cái thông tin này cũng như những cái bức ảnh này đã được đưa cho cảnh sát để họ điều tra. Và đấy là điều mà trang này đã đưa tin. Và ngoài ra 39 người đã chết được đựng trong 39 chiếc túi to cùng đồ dùng cá nhân của họ cũng được đăng tải trên một số trang truyền thông của châu Âu. Đây là hình chiếc túi để đựng xác chết và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ là hai bên có những cái quai để có thể xách được. Và 39 chiếc túi tương tự như vậy đã được đưa ra để đựng 39 cái xác người đã đông lạnh ở trên chiếc xe đấy và cùng với đồ vật của họ. Cảnh sát cho biết thêm có 39 nạn nhân và mỗi thi thể được bảo quản trong một túi lớn riêng cùng với thông tin nhận diện, sơ bộ, quần áo và các vật phẩm khác liên quan. Tính đến nay, chúng tôi đã thu được hơn 500 vật phẩm bao gồm điện thoại, những thông tin từ điện thoại đã được cảnh sát truy hồi vì đây là nguồn dữ liệu quý giá trong việc xác định nạn nhân cũng như điều tra sâu rộng. Chúng tôi làm việc theo đúng yêu cầu pháp y để đảm bảo chuyển giao bằng chứng cho tòa án sau này. Thì đây là điều ông chia sẻ và các bạn thấy rất thương tâm khi 39 người và phải nằm trong 39 cái túi đen to như thế này khi trên con đường của họ để họ tìm cái tự do và tìm cái cuộc sống và họ mất rất nhiều tiền nhưng cuối cùng họ đã bị chết. Và ngoài ra, cảnh sát Anh đang khẩn trương điều tra vụ giết người lớn nhất này theo tiêu chuẩn của Interpol đã đưa ra. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những thông tin đã được đăng tải trên một số trang truyền thông quốc tế là hình trả lời phỏng vấn của ông cảnh sát trưởng khu vực. Cảnh sát giải thích quy trình nhận diện nạn nhân và điều tra vụ án. Tất cả 39 thi thể trong xe tải hiện đã được đưa từ cảng Tipiru đến bệnh viện Prompt. Quá trình nhận diện, danh tính và quốc tịch vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi làm việc song song, vừa xác định danh tính, vừa bảo vệ các bằng chứng pháp y để đảm bảo công bằng cho mỗi nạn nhân và gia đình của họ. Đây là trường hợp nhận diện danh tính quy mô nhất trong lịch sử Sở Cảnh sát tại Essex. Chúng tôi đang áp dụng các tiêu chuẩn nhận diện quốc tế để xác định danh tính người đã mất. Các tiêu chuẩn này gọi Interpol là DIDVI. Và đây là chia sẻ của ông. Và kỹ thuật điều tra hình sự hiện đại cũng đang được áp dụng ở đây. Khi áp dụng kỹ thuật DVI vào để điều tra của Interpol, đây hình ảnh của Interpol và cái kỹ thuật này được quy định vào trong vài chục trang tài liệu. DVI là phương pháp được chấp nhận trong việc khôi phục và nhận diện các thi thể và những gì còn lại của nạn nhân trong các tai nạn chết người.
Quá trình này bao gồm sâu chuỗi các thông tin về nạn nhân khi còn sống và sau khi mất để hoàn thành một quy trình nhận diện chính xác về mặt khoa học, bám sát với các mục tiêu của cuộc điều tra, những mong muốn mong mỏi từ phía cộng đồng và sự an bài cho người đã mất. Các nạn nhân được nhận dạng bằng những hình thức khả dĩ nhất, trong đó có việc áp dụng ít nhất một hoặc tất cả các phương pháp được ưu tiên là so sánh răng, dấu vân tay và DNA. Và qua cái việc này thì các bạn cũng đã chứng kiến việc gần đây cảnh sát tại Việt Nam đã bắt đầu lấy những cái DNA của một số người thân được cho rằng liên quan đến cái vụ mất tích này. Và ngoài ra các vết xăm và đặc điểm của cơ thể cũng đã được cảnh sát xem xét đến. Và đây là hình ảnh của một trong những nạn nhân có khả năng nằm trong 39 người này với những hình xăm trổ ở tay. Đây là hình Đinh Tú, người được cho là đã bị chết cóng trong chiếc xe đông lạnh tại Anh. Mà để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ. Ảnh chụp đang ngồi trên ghế đá công viên với cánh tay phải phủ đầy hình xăm. Cảnh sát nói, tiếp theo chúng tôi sẽ xem xét các đặc điểm trên cơ thể như hình xăm và sẹo, các bằng chứng khác đáng quan tâm bao gồm trang sức, quần áo và tài sản. Sau khi việc nhận dạng sơ bộ được hoàn tất, các nhân viên cảnh sát giàu kinh nghiệm sẽ cẩn trọng triển khai việc tiếp xúc và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Thì đây là thông tin các bạn có thể thấy rất rõ là những hình xăm trổ này của thanh niên này khi đang ngồi ở một đất nước nào đó ở châu Âu đã được gia đình gửi đi để cảnh sát xác nhận tiếp. Và việc chuẩn bị cho hồi hương các xác chết này cũng đã được cảnh sát Anh đặt ra và chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của anh Nguyễn Hùng, 33 tuổi, được cho rằng đã chết trong container lạnh tại Anh. Và hình ảnh này cũng đang được lan tỏa trên một số trang truyền thông của quốc tế. Công tác khám nghiệm và điều tra này được giám sát bởi điều tra viên cấp cao là bà Caroline. Cảnh sát Essen và Brasley cam kết sẽ làm việc nhanh chóng hết mức như có thể để nhận diện và giúp hồi hương các nạn nhân cho gia đình của họ. Mỗi nạn nhân đều được khám nghiệm pháp y cẩn thận. Các nhân viên điều tra xử lý tỉ mỉ tất cả những gì thuộc sở hữu của nạn nhân và chúng tôi khám xét xe tải hết sức cẩn trọng, đảm bảo mỗi bằng chứng nhặt nhạnh được đều được ghi chép và lưu giữ cẩn thận để phục vụ điều tra. Sở cảnh sát đã nói. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của thanh niên này rất trẻ và được cho rằng là đã nằm trong cái số người xấu số, đã nằm 39 người đó. Và cảnh sát kêu gọi cộng đồng người Việt Nam cung cấp thêm các bằng chứng xác nhận thân nhân của các xác chết này. Và đây là một người khác nữa đã được đưa hình ảnh lên trên trang truyền thông của quốc tế. Đây là hình ảnh của Hoàng Văn Tiệp được cho rằng đã chết trong container đông lạnh tại Anh. Giám đốc chuyên viên nhận diện cấp cao ông Martin cho biết, chúng tôi làm việc liên tục để hiểu 39 nạn nhân đã trải qua bi kịch như thế nào và nhận diện của tất cả các vấn đề liên quan. Chúng tôi vẫn bỏ ngỏ câu hỏi về quốc tịch của các nạn nhân và chúng tôi yêu cầu bất cứ ai có thông tin có thể trợ giúp nhận diện nạn nhân hãy liên hệ với cảnh sát khi các bạn tìm đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để che chở cho các bạn, đồng hành và hỗ trợ các bạn vượt qua khó khăn này nhanh nhất như có thể và để các bạn cũng như những người thân đã mất này có thể về lại quê hương. Vì tính chất quy mô và vụ việc nên chúng tôi không thể nói chính xác bao giờ thì hoàn tất vụ việc này. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của ông, của anh Nguyễn Văn Tiệp cũng rất là trẻ, trong cái số 39 người đã được cho rằng đã bị, rất nhiều người trong đó đã đến từ Việt Nam. Và tất nhiên cảnh sát Anh cũng hứa không truy cứu những người Việt Nam đang ở bất hợp pháp tại Anh nếu họ cung cấp thêm những thông tin và bằng chứng để xác nhận danh tính 39 người đã bị chết cóng trong chiếc ô tô này. Và tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an điều tra và làm rõ vụ việc, nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế mà thôi. Muốn không để xảy ra những vụ việc đau lòng như vậy, chỉ còn cách vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội để chuyển sang thể chế dân chủ và tự do như châu Âu và các nước văn minh khác. Có như vậy thì trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ không cần bỏ lại quê hương, đất nước để mưu sinh nơi xứ người. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Xuân Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.